Hello, xin chào mọi người. Rất vui vì mọi người lại quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về lương của thực tập sinh tại Nhật Bản. Hay chính xác hơn là lương của mình. Hiện tại là một tháng mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền? 30 triệu, 40 triệu hay? Thì hôm nay các bạn cùng với mình xem hết video này. Và mình nghĩ là có nhiều bạn đang băn khoăn và tò mò muốn tìm hiểu rõ về mức lương của thực tập sinh. Hay nói cách khác là đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thì sẽ nhận được bao nhiêu tiền một tháng, liệu là có được mức lương như lời đồn hay không? Thì bây giờ mình sẽ truy cập vào cái trang web kiểm tra lương dành cho nhân viên của công ty mình để cho các bạn xem là tháng vừa rồi mình đã nhận được bao nhiêu tiền và mình làm được bao nhiêu giờ và mỗi giờ thì sẽ được bao nhiêu, rồi các khoản phải chi trả của mình như thế nào và thực tế là mình nhận về tay bao nhiêu tiền nhé. Ok. Công ty mình có riêng một cái trang web dành cho các nhân viên trước khi đến ngày phát lương thì sẽ truy cập vào đấy và đăng nhập mã số nhân viên của mình để kiểm tra xem là mình được bao nhiêu tiền, những khoản phải chi trả hay là những khoản bị trừ đi thì bao nhiêu thì mình sẽ kiểm tra ở đấy và sau đó thì mình sẽ nhận lương. Dòng đầu tiên là số ngày đi làm. Ở đây là 22 ngày thì có nghĩa là tháng này mình làm được 22 ngày công. 22 ngày công là số ngày mà cao nhất mà mình làm được trong một tháng. Có tháng thì chỉ có được có 17 công, 18 công hoặc là 20 công là cao nhất. Tại vì Nhật Bản rất là nhiều ngày lễ và mình nghỉ mặc định là thứ bảy và chủ nhật. Thì mỗi ngày mình làm có 7,5 giờ nên là sẽ lấy số ngày công nhân với số giờ làm mỗi ngày thì sẽ ra được cái số thời gian làm việc là 165 giờ và thời gian đi muộn thì không có, thời gian tăng ca thường là 30 phút. Tháng này thì mình có 30 phút trong cái mục này, còn mấy tháng trước thì là không có. 30 phút này không phải là thời gian mà mình đã tăng ca mà đây là cái thời gian mà mình nhớ không nhầm là hôm trước là mình ở lại học chất lượng hay là an toàn gì đấy mà người của công ty dạy ấy. Thì cái thời gian này là nó phát sinh thêm sau giờ làm việc. Thì vì công ty mình rất là sòng phẳng với cái vấn đề thời gian, nếu mà có phát sinh thêm vấn đề thời gian, ví dụ như là nhân viên phải ở lại làm gì đấy mà là mục đích của công ty thì sẽ cộng thêm cái thời gian đấy vào thời gian làm thêm thường cho nhân viên, nên là mình được cộng thêm 30 phút. Còn thời gian làm buổi tối của mình là 53 giờ 45 phút. Thì đa số những công ty công xưởng ở Nhật Bản thì đều có giờ làm đêm và cũng sẽ có công ty là không có giờ làm đêm thì sẽ không có cái mục này. Thời gian nghỉ không có, thời gian làm thêm đêm không có và các thời gian làm thêm khác thì không có. Và sau đó là số tiền mà làm thêm thường của mình là cái 30 phút mà mình vừa nói ấy là được 575 yên. Và cái tiền trợ cấp đêm của mình sẽ được là 1.002 sen 363 yên thì tương đương với 2.700.000 Việt Nam đồng. Và tiếp theo là đến các khoản trợ cấp khác nữa thì là không có. Và tiếp theo là đến mục số tiền được thanh toán. Số tiền thanh toán dòng đầu tiên là lương cơ bản của mình. Lương cơ bản có nghĩa là số giờ làm việc cả tháng của mình nhân với lương của mỗi giờ là được bao nhiêu tiền. Cái lương giờ này là còn phụ thuộc vào là bạn đi tỉnh nào và cũng phụ thuộc vào là công ty của bạn là có chế độ gì không. Ví dụ như là ở Shizuoka, tỉnh của mình đang sống ấy, thì lương tối thiểu dành cho thực tập sinh xuất khẩu lao động Nhật Bản ấy là có 885 yên một giờ thôi. Có nghĩa là khi thực tập sinh đến Nhật Bản làm việc thì sẽ chỉ nhận được với mức lương giờ là tối thiểu, có nghĩa là thấp nhất so với tất cả các lao động khác ở Nhật Bản. Thì nếu như mà bạn nào chưa biết ý, thì có thể lên Google search là lương tối thiểu năm 2020 của các tỉnh thành Nhật Bản là sẽ ra tất cả các tỉnh. Thì mình nghĩ là các bạn cũng nên biết rõ về cái vấn đề này là cái tỉnh của mình sắp đi và mình chọn cái tỉnh nào có lương giờ cao cao một tí để đi. Thì công ty mình không áp dụng theo cái lương tối thiểu của tỉnh do là cái chế độ của công ty mình dành cho thực tập sinh nói chung là cũng tốt nên là đã tăng cái mức lương đấy lên cho nhân viên là 920 yên một giờ. 920 yên thì xấp xỉ với 200.000 tiền Việt Nam.
là có nghĩa là mỗi giờ làm việc thì mình nhận được là hơn 200.000. Đấy, số giờ đã làm việc trong cả tháng đó là 165 giờ nhân với 920 yên thì sẽ ra được số tiền này. Số tiền này 15 man, 1 sen 800 yên tương đương với 33 triệu 400 nghìn tiền Việt Nam. Và đây là số tiền chưa bao gồm tiền tăng ca, chưa bao gồm tiền trợ cấp và cũng chưa trừ đi một khoản nào hết, là 33 triệu 400 nghìn Việt Nam đồng. Và tiếp theo các dòng bên dưới là những tiền trợ cấp như là tiền trợ cấp chức vụ, trợ cấp giao tiếp, trợ cấp việc làm, rồi trợ cấp sinh hoạt riêng, trợ cấp nhà ở, trợ cấp xe cộ, vân vân vân. Các trợ cấp thì mình không có những trợ cấp này. Tiếp theo là tiền phụ cấp làm ngoài giờ hành chính, có nghĩa là tiền phụ cấp đêm và tiền thời gian làm thêm thường của mình là được 1 man 2 sen 938 yên và sẽ cộng với số tiền của lương cơ bản của mình là 15 man 1 sen 800 yên đấy thì sẽ được là 16 man 4 sen 738 yên, là xấp xỉ với 36 triệu 200 nghìn tiền Việt Nam đồng. Và đó là số tiền mà mình làm được tất tần tật trong tháng này, cộng cả tiền trợ cấp, tiền làm thêm các kiểu. Nhưng có nhận cũng phải có trừ. Và đây là số tiền chưa khấu trừ một khoản nào hết. Và bây giờ sẽ cùng với mình đi đến cái mục mà mình phải trừ, phải chi trả trong một tháng là bao nhiêu tiền. Đầu tiên là tiền bảo hiểm, thì mình phải đóng tiền bảo hiểm là 6.675 yên, xấp xỉ với 1.400.000 tiền Việt Nam. Tiếp theo là đến bảo hiểm hưu trí phúc lợi, mình phải đóng là 1 man 3 sen 725 yên, xấp xỉ với 2.800.000 tiền Việt Nam. Theo như mình biết thì cái tiền này sau khi hoàn thành 3 năm thực tập sinh ở Nhật Bản và về nước thì mình sẽ nhận lại số tiền này. Và tiếp theo là tiền bảo hiểm công việc là 494 yên, là hơn 100.000 tiền Việt Nam. Và sau đó là đến thuế thu nhập là 2 sen 790 yên thì khoảng 600.000 tiền Việt Nam. Và tiếp theo là đến thuế cư trú, tiền trả trước, tiền tạm ứng là không có. Thì mỗi tháng mình sẽ bị trừ đi 1 man rưỡi tiền nhà tương đương với khoảng 3 triệu 300.000 tiền Việt Nam. Còn tiền điện, tiền nước, tiền ga thì công ty mình hỗ trợ về vấn đề này nên là mình không bị trừ các khoản này. Và tiếp theo là số tiền là 1 sen 741 yên. Đây là tiền ăn của mình trong tháng vừa rồi. Không phải là tiền ăn, tiền sinh hoạt ở nhà đâu nhá. Đây là tiền ăn ở trên công ty. Đây là có mấy hôm là mình lười, mình không nấu cơm mang đi ấy, nên là mình có quẹt thẻ mua cơm ở trên công ty. Thì công ty mình và đa số các công ty khác ở bên Nhật Bản thì sẽ không nuôi cơm các bạn một bữa nào hết. Ăn thì các bạn đều phải tự nấu và mang đi. Và cuối cùng là tổng số tiền mình bị trừ đi để thanh toán tất cả các mục trên là 4 man 425 yên, tương đương với gần 9 triệu tiền Việt Nam đồng, cao bằng một tháng lương mà mình làm ra ở Việt Nam. Nhiều thực sự. Và số tiền mình được chuyển thẳng vào thẻ, hay nói cách khác là số tiền mà mình nhận được chính thức trong một tháng là 12 man 4 sen 313 yên, xấp xỉ với 27 triệu 300 nghìn tiền Việt Nam đồng. Và số tiền này sẽ bao gồm cả tiền ăn, tiền sinh hoạt của mình. Thì cái tiền này thì tùy mỗi người. Người thì ăn ít, người thì ăn nhiều, người thì tiêu ít, người thì tiêu nhiều. Mình trừ đi số đó và còn bao nhiêu thì mình sẽ gửi về cho bố mẹ. Mình nghĩ là xem đến đây cũng có rất là nhiều bạn thất vọng về mức lương ở Nhật Bản dành cho xuất khẩu lao động. Và cũng có rất là nhiều bạn đang lo lắng là không biết là sang đến đây liệu là một tháng mình có gửi về cho bố mẹ được 30 đến 40 triệu giống như con nhà người ta hay không. Nói chung ý, đi Nhật cũng là một phần do sự may rủi. Có bạn sẽ vào được công ty mà mình mong muốn, cũng có bạn sẽ không vào được công ty mà mình mong muốn. Và các chế độ của công ty thì hoàn toàn khác nhau. Công ty này thì hỗ trợ cái này, còn công ty kia thì hỗ trợ cái kia. Và thậm chí cũng có công ty nó không hỗ trợ gì hết thì cũng phải chấp nhận. Vì đã xác định là đi xuất khẩu lao động Nhật Bản 3 năm thì dù công việc hay công ty có đến mức tệ như thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng không thể nào mà dễ dàng đổi công ty hay đổi công việc được. Còn để trả lời cho câu hỏi là một tháng
xuất khẩu lao động Nhật Bản liệu có nhận được 30 triệu đến 40 triệu hay không? Thì câu trả lời của mình là có, nhưng đổi lại thì các bạn phải làm rất 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 nhiều, tăng ca rất nhiều, hay thậm chí là phải làm full tháng và không được nghỉ ngày nào, rất là mệt. Và để nhận được cái mức lương như thế thì các bạn cũng phải đánh đổi, phải bán cái sức lao động của mình. Nói chung là nó phải xứng đáng với cái đồng tiền mà bạn nhận được. Vẫn biết là mục đích đi Nhật lớn nhất là kiếm tiền, nhưng sức khỏe cũng rất là quan trọng. Và cũng tùy thuộc vào công ty nữa. Không phải là công ty nào cũng sẽ có giờ tăng ca để cho các bạn làm, hay là tùy vào công việc. Ví dụ như là những công việc xây dựng, làm ngoài trời, nông nghiệp thì đa số những công việc đấy là những công việc không có giờ tăng ca. Mình mong là video này của mình sẽ không làm nhùn chí bất kỳ bạn nào cả. Và cũng mong rằng video này của mình sẽ một phần nào đó lý giải được chút thắc mắc của các bạn. Và cũng mong rằng các bạn thật sự sáng suốt trong việc lựa chọn công ty phái cử hay là chọn đơn hàng. Và chúc các bạn vào được công ty như mình mong muốn. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Và nếu như mà bạn thấy video này của mình hay và có ích thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nếu có thắc mắc hay là muốn góp ý gì cho mình thì hãy comment ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn các bạn ở video sau. Bye bye!